Thì mọi người chắc là cũng đã từng nghe là cây thị rồi trái thị hay là như thế nào ha. Nấm này là nấm lạ chứ mình chả biết tên nấm gì. Hello, xin chào mọi người ha. Thì hôm nay là mình đi rẫy đây. Mình đi rẫy nhưng mà mình xin giới thiệu với mọi người ha. Thì hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở một cái gốc cây khá là đặc biệt đấy mọi người. Đấy thì mọi người chắc là cũng đã từng nghe là cây thị rồi trái thị hay là như thế nào ha. Thì bây giờ là mình sẽ review cho mọi người xem là cây thị là cây như thế nào ha. Đấy thì hiện tại bây giờ là mình đang ở dưới gốc cây, nó cũng khá là thơm đấy mọi người. Đây trái nó này, cho mọi người xem này. Đây đấy, nó cũng thơm thơm đấy mọi người. Đây này, nhưng mà không có trái to, trái nhỏ nhỏ không à. Còn ăn thì mình không biết đâu nhưng mà cực kỳ thơm mọi người ạ. Trong rừng thì quả này là thơm thơm lắm. Đây ha, đây mọi người nha, đây là cây thị nè. Đây mọi người hình dung thế nào chưa, đây là lá của nó này. Đấy thì nói chung là nó cũng lá cây thôi mọi người. Thì bây giờ là quả của nó đây. Tùy theo quả mọi người ạ, có quả thì to tròn đẹp, nhưng mà cây này thì không biết sao là toàn lép không mọi người. Đây này, đây cho mọi người xem này. Đấy đây này, nó nhỏ nhỏ không như này không à, nhưng mà cực kỳ thơm nhá. Thì đấy mọi người ha, thì mình ở đây thì mình mới có cảm giác là mùi thơm mọi người ạ. Chứ còn mà mình biết chắc là một số anh chị ở trong thành phố thị trấn thì không biết đâu. Đây trái của nó đây, đây như thế này này, trái này là cái dạng dở mọi người đó, ngọt ngọt chua chua cực kỳ thơm luôn mọi người. Mình đứng dưới gốc cây mà trời ơi thơm kinh khủng. Đây quả này hơi to này, đây mọi người, đấy là hơi to này. Tình hình là mình cũng đi gần tới rẫy rồi. Ê, ghé thăm anh Huy xíu. Đây thì mọi người cũng không xa lạ đâu, đây là anh Huy nè mọi người. Đây anh Huy ha, để lúc trước mà mình cho anh em xem clip mà xịt thuốc á, thì tại đây là rẫy này đó. Bây giờ ngô cũng khá là to rồi mọi người ạ, thì cũng mong là có trái ấy. Thôi bây giờ là mình đi lên đồi tiếp mọi người. Đây xa lắm, đi lên trên coi cái đám ngô của mình coi có độ ổn không. Tình hình là mình cũng tới rồi đấy, khá là mệt đó mọi người đó. Rồi nói chung là cũng xanh đẹp mọi người ha. Thì cái loại giống này là nó như vậy đó mọi người. Đấy giống này đủ, nó là nó phát triển mấy cái đất mà đất như thế này nó phát triển cũng cũng ok lắm mọi người ạ. Thì là như vậy đó mọi người. Đấy thì mình tới đây là tiện đây là mình xem chuối, chứ bữa hổm mà mình hay quay á, bây giờ mình coi thử biết nó có dài chưa mọi người ạ. Đây ha, đó trái cũng to rồi đấy. Đây mọi người ha, đấy chân là cũng xanh xanh lắm. Cỡ này là cắt được rồi mọi người à. Nhưng mà không biết có nên cắt không ta. Thế tình hình là mình chuối thì cũng to rồi mọi người ạ. Đấy thì clip hôm nay thì mình nói là mình đi thăm cánh đồng ngô của mình như thế này thì cũng một phần thôi, và cũng mục tiêu của mình là đi đi lên trên rừng mình coi là mùa này nó măng nó mọc chưa. Tới rừng rồi mọi người, nhưng mà mình đang đi moi 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 dòm ngó này để coi là măng nó mọc chưa. Đây này, tình hình là chưa có đâu mọi người ạ. Đây này thì nó cái này chắc là nó cũng vừa mới mọc cái kiểu như là cái mầm ở dưới đó mọi người. Nấm này không biết loại nấm gì ta, này mà ăn được chắc ngon như kiểu như là nó linh trí mọi người. Đây này, biết loại nấm gì thì nói ha, comment giùm mình cái. Nấm này là nấm lạ với mình chả biết tên nấm gì. Nói chung là nấm mà không ăn được là mình không biết tên. Thì đấy mọi người, đấy thì hôm nay là mình đi thăm cái rẫy ngô. Đấy xong cái hồi là mình vô rừng mình kiếm măng. Nhưng mà măng thì chưa chưa mọc đâu. Đấy thì clip hôm nay chắc là mình xin tạm dừng tại đây thôi. Đấy đây tại rừng đây mọi người. Đấy thì anh em cũng xem clip hết, cũng hết clip của mình thì mình cũng vui. Đấy, thì cảm ơn rất là nhiều ha. Chúc
Anh em có một ngày làm việc thật vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại các clip sau ha.